Chào các bạn, AeroCâu xin giới thiệu cho các bạn một cái mẫu cần lua máy đứng chiều dài 2m1, chất liệu carbon, cần Daiwa T4, sản xuất tại Việt Nam, cần cán bằng giả gỗ, bát máy là bát bay. Cái bát máy này hầu như là sản xuất riêng cho của Daiwa. Cái bát máy này cũng khá là tốt. Ngay chỗ cái tay cầm nó thiết kế rất là phong cách, nó vừa vào cái tay cầm đây. Khi mà các bạn cầm thì cái chai tay này nó sẽ ốp vào cái này, nó gây cảm giác rất là dễ chịu, không có cấn, không có đau tay. Đây các bạn, thiết kế rất là độc. Cái vòng khuyên, vòng sứ bằng đá, cái body của chân khuyên là bằng thép được sơn tĩnh điện màu đen. Cái khuyên này các bạn đi đi câu ở vùng nước mặn hoặc nước lợ thì các bạn không lo sợ cái khuyên này nó bị reset, nó rất là tốt. Cái con này có tất cả là 7 khuyên, chất liệu carbon màu đen, đường kính đọt 150mm, độ cứng M, độ cong phát là nhanh. Chất liệu carbon khá là tốt. Còn này thích hợp cho các bạn đi lùa mồi giả. Đây một số thông tin chi tiết về cái con Daiwa T4 chiều dài 2m1, độ 150mm, độ cứng M, độ cong phát tải mồi từ 3.5 đến 21 gram, tải liên từ 6 đến 15 lb. Các bạn mua hàng liên hệ trực tiếp cây số điện thoại ở trên cái video. Các bạn có thể comment để lại cây số điện thoại ở phía dưới cái video, shop sẽ liên hệ lại cho các bạn. Ngoài ra các bạn có thể vào website adocau.com, website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.